Vâng, xin chào tất cả các quý vị, những anh em thợ sửa chữa thường xuyên theo dõi phần mềm Motorola một lần nữa phải nói là rất cảm ơn anh em đã ủng hộ tôi và đã động viên để tôi tiếp tục làm các cái clip ngắn về phần mềm Motorola và trong các cái clip ngắn này tôi muốn gửi gắm đến tất cả những anh em mà ít tiếp cận với công nghệ thông tin tôi sẽ làm chậm hơn và làm chi tiết hơn để cho anh em có thể dễ dàng hiểu được phần mềm này, hiểu được giá trị của nó để chúng ta ứng dụng cái phần mềm này trong công việc sửa xe của mình hàng ngày được tốt hơn. Vâng, chủ đề ngày hôm nay mà tôi muốn nói với anh em đó chính là smart key. Smart key là một trong những hệ thống mới được trang bị trên xe máy trong những năm gần đây. Để nói là khó hay không thì tôi phải nói thật là nó không khó đối với những người mà đã được đào tạo còn có thể là rất khó đối với anh em chưa được biết tuy vậy trong cái xã hội ngày nay thì chúng ta có những, những cấp độ khác nhau nếu như anh em biết rằng là nhà sản xuất người ta trang bị hệ thống smart key nếu như là một người sử dụng xe bình thường người ta cũng có thể làm thêm chìa khóa nếu như mất chìa khóa nếu như người ta có những cái quy trình một cách rất đơn giản nhà sản xuất đâu có gây khó khăn chúng ta cái việc đó à, thì đây là một cái điều mà ở trên facebook anh em hay chia sẻ với nhau à, đặc biệt tôi cảm nhận là cách cái chia sẻ đấy là chia sẻ hành vi chia sẻ thao tác với những cách chia sẻ như vậy thì anh em phải nhớ nhớ thuộc thuộc và như vậy rất là mệt và nói là rất là khổ chứ không phải là mệt nữa rất vất vả nếu như anh em thay đổi cách làm việc đó bằng những cái tư duy logic về mặt chuyên môn kỹ thuật như tôi sắp trình bày với anh em bây giờ thì cái việc đó thực sự là rất đơn giản đặc biệt là phần mềm Motorola là một cái công cụ đã hỗ trợ anh em cách làm Smart Key rất chi tiết, rất cụ thể từ chân tơ kẻ tóc. Vâng, anh em biết là trong cái xã hội văn minh ngày nay, anh em thường nghe đến những từ ví dụ như là thương mại điện tử, rồi văn phòng điện tử, rồi chính phủ điện tử. Vậy thì tất cả anh em bây giờ làm thợ sửa chữa, anh em cũng nên tận dụng những cái thế mạnh của khoa công nghệ của những thiết bị điện tử ngày nay để chúng ta làm cho cuộc sống của chúng ta tốt hơn và công việc sửa chữa của chúng ta nhàn hơn và cái dữ liệu trong cuộc sống xã hội cũng như là công nghệ ngày nay thì nó rất là lớn chúng ta không không thể và cũng không nên đi nhớ đi thuộc cái, cái thông tin đó để làm gì mà chúng ta phải thay đổi cái phương pháp đó chính là phương pháp tiếp cận thông tin toàn cầu trong cái thời kỳ công nghiệp 4.0 này bằng tra cứu nhanh với công nghệ thông tin với công nghệ điện tử. Vâng, thì đây là một cái cái chuyển hướng mà tôi cho rằng anh em thấy không? Ví dụ ngày xưa chúng ta cứ phải bắt nhau đi học thuộc đảo Phú Quốc rộng bao nhiêu, đỉnh Phan Xipang rồi Pa cao bao nhiêu. Ai phải nhớ về thuộc, nếu bây giờ anh em chỉ cần nhập vào đảo Phú Quốc Việt Nam rộng bao nhiêu, enter vào Google, ra và ngày thông tin. Vậy thì đây chính là cách thức để chúng ta tiếp cận với những thông tin xã hội cũng như thông tin về công việc hoặc công nghệ của chúng ta là có những cái phương tiện tra cứu rất là tốt. Vậy thì đây là một cái, cái cái, sự thay đổi mà tôi sẽ trình bày anh em theo một cái hướng khác để anh em thấy cái việc làm Smart Key thực sự không gì khó khăn cả. Bây giờ anh em sẽ nhìn trên cái màn hình thì anh em sẽ theo dõi cho tôi thực hiện. Ở trong cái mục này như lần trước tôi có nói thì nó có hai cái biểu tượng là cái cuốn sách và cái hình cái kính lúp thì trong cái phần này chúng ta chọn vào phần kính lúp Sau đó chúng ta chọn đến nhà sản xuất Và hôm nay tôi thích một cái dòng xe khác có Smart Key và Anh em nhớ là khi chúng ta muốn quan tâm đến Smart Key Thì chúng ta phải chọn cái xe nào mà nó có trang bị hệ thống Smart Key Thì trong các menu kế tiếp nó mới theo cái luồng thông tin để có cái menu Smart Key cho anh em Ví dụ anh em chọn Dream và đi tìm Smart Key thì nó không có Bây giờ thì tôi chọn một cái xe Chắc chắn cái xe đây nó phải có Smart Key Ví dụ như là xe SH Most 2019 Đây, đây là 2019 Mục dòng số 49 Tôi chọn SH Most 2019 Ngay lập tức thì anh em nhìn thấy có một cái menu Và anh em nhìn cái menu thứ năm ở phía dưới Quy trình làm chìa khóa Smart Key Nhớ rằng nếu như anh phải chọn cái xe nào nó có hệ thống smart key thì cái phần mềm Motorata nó mới có cái menu này. Còn cái xe nó không có thì nó sẽ ẩn cái menu đi, nó không có. Tôi chọn quy trình smart key. Và đến đây rồi thì anh em sẽ thấy rằng nó có bốn cái mục rất rõ ràng ở đây là cái quy trình để thao tác nhập mã khẩn cấp để đổ máy. cái này là cái quy trình thực ra là cho người dùng. Cái quy trình thứ hai là làm thêm chìa khóa khi mà mất chìa khóa hoặc là còn chìa khóa cũ với cái quy trình này thì cả người dùng và cả thợ cũng có thể vận dụng để sử dụng rồi quy trình thay thế SCU thay mới hoặc là đồng bộ tất cả những quy trình này nó sẽ phục vụ cho mọi cái tình huống mà anh em làm thực tế trong công việc hàng ngày thì nó cũng chỉ loanh quanh bốn cái quy trình này mà thôi nói về cái cái việc lập trình smart key thì tôi chia sẻ thêm cho anh em rằng là hiện nay thì anh em có thể là thấy chưa hiểu nhưng mà cái smart key mà anh em làm trực tiếp trên xe thì bản chất là anh em ấn các cái nút ở trên cái xe kiểu ổ khóa rồi nút bấm thì tất cả những cái thao tác hành vi như vậy chẳng qua cũng chỉ là một cái mạch dây một cái mạch điện để can thiệp vào cái đầu vào của cái SCU vậy thì anh em làm trên xe hay là anh em làm bằng cái bộ giả lập mà làm mô phỏng lại giống hệt các bấm ở trên xe đặt trên cái bàn để chúng ta lập trình trực tiếp với cái SCU hoặc là một cái cái máy gọi là máy kiểu tự động ấn kiểu miễn liền giống như cái máy Easy Key mà chúng tôi làm để phục vụ cho anh em sửa chữa thì tất cả những cái đó nó giống nhau một điểm đều là can thiệp vào input các tín hiệu input của SCU mà thôi À, còn nếu chúng ta muốn làm chuyên nghiệp thì chúng ta phải can thiệp thẳng vào cái data file tức là cái, cái file dữ liệu bên trong cái scu đó thì chúng ta phải cần có những cái sản phẩm công nghệ à, cao cấp hơn ví dụ như cái gói dịch vụ smart key mà Digital Auto đang cung cấp cho những dân chuyên nghiệp làm smart key à, trong cái mục này thì anh em để ý đến cái mục cuối cùng tôi vừa nói đến cái bộ giả lập à, cái bộ giả lập này là thế nào vâng anh em chọn vào cái mục cuối cùng để em nhìn cái bộ giả lập đây là một cái mạch điện mà chúng tôi cố tình thể hiện nó với cái kiểu vẽ là vẽ lắp ráp có nghĩa là với cái hình ảnh giống như là ở trên các cái cấu kiện để cho những người mà ít tiếp cận với những cái công nghệ về mạch điện chuyên nghiệp thì nhìn đây cũng có thể hiểu được bởi vì sao mục đích chỗ này là phục vụ cho amateur cho những người mà không phải làm chuyên sâu, không phải chuyên nghiệp. Còn những người mà người ta làm chuyên nghiệp thì người ta cũng không cần phải vẽ cái này, người ta chỉ nhìn cái sơ đồ tổng thể của hệ thống smart key thôi là người ta tự có thể vẽ được cái sơ đồ kiểu như thế này. Vậy thì những cái phần này là làm trên xe hay là làm bằng bộ giả lập thì chúng tôi cũng cung cấp thẳng trên cái phần mềm này cho anh em có thể tự nối mạch như vậy làm một cách amateur cho những người mà không chuyên nghiệp và trong những cái hình này thì anh em chỉ cần là mua một vài cái công tắc vì đây là ba cái công tắc một cái công tắc thường mở của thức ấn hai cái led một cái led để phục vụ cái việc giả lập giống cái đèn báo smart key ở trên tablo và một cái led để giả lập cái tín hiệu mà kích hoạt cái solenoid cái chốt mà để xoay được cái ổ khóa để nhìn thấy chúng ta biết là ổ khóa đã rút được chốt còn cái này thì không có gì phải bàn nữa vì nó quá đơn giản, nó quá là bình thường rồi. Và chúng tôi đã hỗ trợ miễn phí. Thì anh em có thể mua một vài công tắc như này về thích thì kiếm cái hộp về đút vào trông cho nó đẹp, đẹp tí. Thế là chúng ta có một cái bộ giả lập tín hiệu mà chúng ta có thể lập trình Smart Key ngay tại cái bàn làm việc của chúng ta không cần phải xe. Và cái thiết bị mà để thực hiện cái việc lập trình tự động thì cũng chẳng qua là ấn ấn mấy cái nút này một cách tự động gọi là mia liền thì anh em mà lười đến mức độ không muốn ấn bằng tay mình nữa thì thôi để cái máy nó ấn thêm thì cũng cũng được nhưng mà tất cả cái đó anh em hiểu là tôi nhắc lại là điều giống nhau một điều chỉ là mức amateur tức là can thiệp vào input và và trong một cái quy trình để mà làm cái smart key này thì tôi có thể nói anh em vài cái điều cơ bản để anh em có thể nắm được tóm lại tất cả cái việc làm smart key của anh em nó chỉ nằm trong bốn cái quy trình a b c d mà thôi và hôm nay thì cái quỹ thời gian trong clip này tôi xin phép tôi giới thiệu một quy trình trước ở trong đó và chúng tôi, tôi đã cố gắng là thiết kế cái phần mềm này với các cái quy trình này nó theo một cái lối nghĩ tư duy logic không phải chỉ là hành vi bản năng mà nó chúng ta có cách suy nghĩ theo từ logic như sau ví dụ tôi muốn làm quy trình đăng ký một cái FOB là cái mục số B này tôi chọn bục số B và khi chúng ta chọn vào thì giống như anh em đi làm sửa chữa một cái gì đó đầu tiên bao giờ chúng ta cũng phải mở đồ ra này lấy đồ ra này để chúng ta muốn chạm vào một cái khóa của cái nhà nào đấy thì ông chủ nhà ông ra ông bảo là ai cho ông chạm vào tôi à, thì phải có ông chủ đấy đứng người bảo lãnh phải không? Đây là tôi gọi thực khóa đến, họ làm cho tôi. Vậy thì công chủ kia chính là người bảo lãnh để cho mình làm cái khóa đấy. Thì sau đó thì mình mình làm cái khóa đấy, làm xong thì bước cuối cùng, thì ta cất đồ đi, xong lấy tiền. Vậy thì cái quy trình của nó bao gồm nó bốn phần. Phần thứ nhất dọn đồ, phần thứ hai có người bảo lãnh, phần thứ ba hành động công việc, phần thứ tư cất đồ hoàn trả lại cho chủ nhà kết thúc. Vậy thì chúng tôi thiết kế cái phần mềm này nó đúng theo bốn quy trình đấy. Anh em có nhiều người đến đây thì anh em nhìn thấy ở phía dưới nó có một cái hình bàn tay. Chúng ta trượt trái trượt phải để chúng ta chuyển các quy trình. Phần trên này nó có số 1 ở phía trên anh em nhìn thấy số 1 ở đây. Cái số 1 đây ý tôi ghi là bước 1 tức là 1 trên 4, tức là có bốn bước tất cả và đây là bước 1. Và cái nội dung của bước này mà tôi có thể nói ở đây là cài đặt chế độ thêm FPP hay nói cái khác chính là dọn đồ. Và muốn dọn cái đồ này thì thao tác có ba cái thao tác ở phía dưới nếu tôi muốn kiểm tra xem cái bước thứ hai tôi phải làm gì thì tôi có thể gạt bàn tay tôi nhìn thấy nhá gạt sang từ phải sang trái Thì cái này ai cũng làm được gạt sang thì bước thứ hai là bước khai báo bảo lạnh bước này thì nó sẽ có ba cái cách khai báo bảo lạnh ví dụ như là cách dùng cái fob đã đăng ký hoặc là dùng cách lấy cái ID từ cái thẻ nhựa hoặc là dùng một cái máy đọc cái ID thẳng bên trong SCU ra và các quy trình này thì nó nói chung nó giống nhau một điểm là đều là khai báo ID bảo lãnh đó là cái bước khai báo bảo lãnh xong đến cái bước thứ ba là hành động chúng ta thực hiện đăng ký chìa khóa thì đây chính là hành động mà chúng ta làm chìa khóa đăng ký khi đăng ký xong thì bước cuối cùng là cái bước mà chúng ta dọn đồ bước 4 trên 4 là hoàn trả lại tất cả những cái gì ban đầu hoàn trả lại và kết thúc kiểm tra xem cái chìa khóa mới chúng ta đăng ký đã xong hay chưa vậy nhá bây giờ thì tôi sẽ cho anh em nhìn lại bốn quy trình và tôi sẽ bắt đầu từ quy trình nhất là quy trình dọn đồ có nghĩa là cài đặt cái SCU của anh em từ cái chế độ đang làm việc bình thường truyền sang cái chế độ làm chìa khóa đó à, tức là set mode nếu mà nói về mặt công nghệ thì tôi gọi là set mode cài đặt cái chế độ cái cái thao tác gì để cho chúng ta cài đặt cái chế độ này thì nó có 1 2 3 anh em nhìn ở phía trên màn hình nó có 3. Ví dụ tôi là người gọi như không biết gì đi, tôi đóng giả tôi không biết gì, tôi nhìn này. Đầu tiên dòng trên, cái thao tác đầu tiên tôi phải làm một động động tác này, tất cả các FOB off. À, FOB chính là cái cái thẻ smart card chính hay gọi là cái điều khiển từ xa của anh em mà cái từ mà trong chuyên môn Honda người ta có sử dụng là FOB là cái thiết bị điều khiển mà rảnh tay, cầm tay không có kết nối không dây. Off đi, Off đi tức là tắt đi. Vâng, On Off thì cái biết đấy là một cái từ cả thế giới đã dùng rồi. Tôi dùng ở đây cho nó thuận lợi với tất cả những cái khách nước ngoài người ta cũng sử dụng. Và cái phần này thì nó có cả tiếng Anh và tiếng Việt. Đây là tôi đang sử dụng trên tiếng Việt. Off đi, nhưng mà giả sử tôi không biết Off đi là thế nào, giả sử tôi không biết gì đi. Off đi, thì tôi lại lấy tay tôi nhấp vào nó một cái và nhấp vào nó một cái em nhìn hoặc đi à đây nó hướng dẫn cho anh em nếu anh biết rồi thôi còn nếu hướng dẫn anh em là ấn cái nút ở đây để cho cái đèn này ấn giữ khoảng 35 giây thì cái đèn này từ màu, màu xanh chuyển sang màu đỏ có nghĩa là tắt nguồn của cái máy vi tính này đi đây tức là cái máy vi tính siêu nhỏ đó chính là cái Apple À, thế bây giờ coi như tôi lại không biết gì nữa đi thì tôi cũng chẳng hiểu tại sao thì thôi bây giờ anh em không biết gì thì phần mềm motor vẫn tiếp tục chi tiết hơn để hỗ trợ anh em anh em chuyển vào hai cái nút lệnh phía dưới hỗ trợ thế nào là off đi ta chuyển sang cái nút bên phải và ta chọn xuống bên phải và ở đây chúng tôi đã làm sẵn cho anh em những cái clip ngắn để hướng dẫn anh em những cái thao tác rất cụ thể cho cái công đoạn mà anh em cần anh em chọn vào màn hình cả và anh em theo dõi cái này thì tùy thuộc vào cái tốc độ của tất cả các khóa đặt màu xanh thì màu đỏ rồi à, tất cả các khóa tôi xanh xuống đỏ xong và tôi giờ hỗ trợ anh em từ chân tờ kẻ tóc như vậy mà nếu đến đây mà vẫn bảo vẫn không biết làm gì thì chắc là tôi cũng chịu à, vậy vậy thì anh em đã rõ cái chuyện mà tôi hướng dẫn anh em là cái thao tác về cái bước đầu tiên là tất cả các FOB off à. tiếp theo bước thứ hai là main switch off à, main là chính switch là cái công tác đây chính là cái hành động mà chúng ta tắt cái công tắc và tắt công tắc và có chữ L trong dấu ngoặc đây là cái mức tín hiệu của công tắc đấy là ở mức thấp tức là nếu đo điện áp ở cái chân đó tức là không v vậy thì nghe cũng có khó, khó chỉ thì không biết là cái mạch điện là thế nào hành vi cho làm sao thì anh em lại cái, lại thao tác như vừa rồi nhưng mà tôi cho rằng cái này nó chỉ là cái lần đầu tiên cái lần sau thì chắc là anh em không phải lo lắng gì cái này nữa thì em chọn vào đây cho anh em nhìn thì đây chúng ta nhìn thấy ngay đây là cái sơ đồ của một cái chân cái chân rắc đó. Và cái chân số 7 chính là cái chân tín hiệu đầu vào cho cái công tắc khóa, chính là cái main switch đó Và trên hình anh em nhìn rõ nó là cái chân số 7, đấy tương ứng ở đây. Và nếu mà công tắc này được nối thì nó sẽ dâng cái mức điện áp ở cái chân số 7 này lên mức cao. Còn nếu công tắc này ngắt thì anh em nhìn thấy bên trong nó có cái điện trở pull down và nó sẽ kéo cái mức điện áp cho chân này xuống mức thấp có nghĩa là nếu công tắc này ở trạng thái off tắt đi thì cái điện áp ở trên số 7 này sẽ là điện áp mức thấp và ở đây là một trạng thái tín hiệu đầu vào dạng tín hiệu số chỉ có hai trạng thái on off thôi không phải là một cái cái giải liên tục cho nên là chỉ có on hay off và cái trạng thái trong cái quy trình để chúng ta làm một chìa khóa này đến công đoạn này là công đoạn phải off cái công tắc này đi và thế thì nha thế thì off đi thế giờ off đi thì nếu như anh em mà sử dụng cái bộ giả lập ấy, thì công tắc này ta tắt công tắc này đi thế thôi thì chúng ta dùng các cái công tắc đơn để bật tắt và chúng ta nối thẳng trực tiếp vào cái vị trí chân số 7 ở đây trên cái rắc còn nếu ở trên xe thì sao nếu ở trên xe mà anh em là không rõ thì anh em ấn sang cái nút bên phải ở dưới chân màn hình đây à bên phải thì chúng tôi cũng đã có hỗ trợ anh em ấn vào đây và tốc độ mạng mà nhanh thì nó khởi động nhanh còn tốc độ mạng chúng tôi ở đây không lắm công tắc khóa ở vị trí ọc Oh. và có nghĩa là như vậy thì chúng ta đã biết thế nào là cái thao tác hành vi thứ hai bây giờ đến thao tác thứ ba ví dụ thao tác thứ ba là gì entry một là entry là cái 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 vào hay cái nhập vào thêm vào mốt là chế độ có nghĩa là đây chính là một cái tín hiệu mục đích để chúng ta làm thêm thêm một cái gì đó vào cái gì đó tức là thêm cái FOB mới thì ở đây entry mode là on on có nghĩa là cái mức điện áp đó từ mức thấp lên với cao à, trong cái giống hoặc cái giống hát đây tức là hai có nghĩa là lên cao à, bây giờ thì nếu như mà lần đầu tiên mà anh em cũng khó khăn cái việc đó thì em lại tiếp tục kích vào đây và kích vào đây và bây giờ tương tự như vậy anh em thử nhìn nó là chân số 18 nếu anh em nhìn những cái sơ đồ mà bóc tách ở phía trên thì đây cái chân 18 này chính là chân tín hiệu đầu vào ở chân entry mode là cái chân để làm cái thủ tục làm theo chìa khóa và trên xe thì nó có hai rắc màu đỏ tôi làm rắc màu đỏ nếu chúng ta cắm cái rắc này vào có nghĩa là nối cái chân này lên dương nguồn hay nói cái khác là đây là chân tín hiệu đầu vào cho nên khi chúng nối như vậy thì nó sẽ dâng cái mức điện áp ở chân số 18 này, từ cái mức thấp lên thành mức cao và nếu đặt lên mức cao ở chân số 18 này có nghĩa là cái quy trình mà cài đặt đã thực hiện à, thì anh em xem thì không rõ cái chuyện này mà ở, ở trên cái thiết bị giả lập mà trên bàn anh em thì em nối đúng cái công tắc này bật công tắc cái nối cái chân 18 lên 12V và nếu ở trên xe thì sao ở trên xe thì em chọn sang phía bên thì phải à, anh em cũng không rõ là làm sao thì em nhìn tiếp tục clip hỗ trợ chi tiết cho anh em tín hiệu em chỉ ở mức cao nối rắc đỏ với kẹp đỏ nối dương âm quy như vậy là xong như vậy là dù là ở trên cái bàn giả lập ở trên trên bàn hay là chúng ta làm trên xe thì trên cái phần mềm môtô hỗ trợ cả hai anh em trong hai tình huống đó Vậy thì tôi đã trình bày anh em xong cái bước là bước dọn đồ Tức là cài đặt chế độ thêm LB và nó có ba cái bước con ở trong đó Thì ba bước con này lần thứ hai chắc anh em hiểu ba bước con như thế nào mà. Và quy trình ba bước con anh em cũng không phải nhớ Một lần nào chúng ta quên ta có thể dở cái phần mềm motor ra Nó sẽ giúp anh em Vậy tôi đã hỗ trợ anh em xong cái bước cài đặt quy trình Cái gọi là bước dọn đồ Chuyển cái chế độ mà SU đang ở chế độ làm việc bình thường sang chế độ làm chìa khóa. Bây giờ tôi đã xong cái bước một rồi, tôi chuyển sang bước hai, tôi lấy tay, tôi biết sang bước 2, em nhìn thấy số 2 nó đổi cho số 1 và cái chữ bước đấy nó từ bước 1 trên 4 thành 2 trên 4. À, đây là bước khai báo bảo lãnh. Anh em biết là về mặt bảo mật, anh muốn làm theo chìa khóa thì nguyên tắc anh phải có cái chính chủ là người bảo lãnh cho phép anh làm từ chục khóa. chứ còn nếu không mà bây giờ có một ông ăn cấp ông cứ gặp cái xe máy nào đấy ông lại lấy cái chìa ông lại cắm vào ông và ông làm cái chìa khóa và đồng ý ngay thì thế thì gọi gì là bảo mật. vâng thì nguyên tắc bảo mật là phải có sự bảo lãnh của người chính chủ sở hữu cái xe đó. trong khi trong bảo lãnh thì người ta cho phép là làm lấy ngay cái chìa mà hiện nay hiện hành đang kích hoạt đang nổ cái xe đó để bảo lãnh làm cái chìa khác đấy là một cách. Đây đây chính là cái cách mà dễ tôi đưa lên trên là cách thứ nhất cái một anh em nhìn trên màn hình cái một tức là dùng cái FOB để đăng ký. Cái thứ hai là chúng ta có thể lấy ngay cái ID từ cái thẻ nhựa mà nếu ta mất cái FOB đó rồi thì lấy cái thẻ nhựa đó ra thì đấy cũng là một cách một cái giải pháp thứ hai để chúng ta bảo lãnh. Thế còn nếu mà mất cả hai cái này rồi thì giải pháp thứ ba là cái giải pháp bước ba chính là anh em đọc cái, cái ID đó từ cái SU thì cái này là chúng ta cần phải thêm một cái công cụ nhưng mà thực ra đối với cái thứ ba này không phải là nhiều trường hợp cần mà đối với trường hợp nhiều nhất thì là hai cách phía trên là thường dùng nhất vậy thì tôi sẽ lần lượt làm cho anh em từng cách một hôm nay thì tôi sẽ hướng dẫn anh em cách thứ nhất là sử dụng chính cái FOB hiện hành mà đang đang nổ được xe đấy để minh chứng bảo lãnh tôi chính chủ đang đứng đây cho phép anh làm thêm chìa khóa nữa cho tôi về tôi chọn cách này thì ở trong cái cách thứ một này anh em nhìn thấy là nó lại có một bước hai bước ba bước và nếu ba cái bước này thực hiện xong có nghĩa là quy trình thứ hai này tôi đã xong bây giờ tôi làm thử anh em nhìn trên này FOB đã đăng ký on có nghĩa là bây giờ là tôi phải lấy cái FOB mà đang nổ máy xe tức là đã được đăng ký rồi bật on lên on lên làm gì à, chúng ta biết là thiết bị điện tử mà ọp thì nó như cục đất on lên thì nó mới mới sống được nó phải có nguồn nuôi thì nó mới sống được mà nó muốn làm việc với một cái khác thì cái khác kia cũng phải có nguồn nuôi cũng phải on lên thì nó mới sống được phải đặt ra đầu tiên là on Applebee lên bây giờ nếu như mà biết rồi thì thôi thì ta bỏ qua luôn còn nếu mà không biết thì ta thứ kích vào đây và chúng ta có thể nhìn thấy đây là một cái Applebee muốn on lên thì ấn giữ cái hình chìa khóa này ba năm giây sau đó thì nó sẽ cấp nguồn của cái pin bên trong đó cho cái cái máy tính vi nhỏ máy tính này và nó sẽ sáng cái đèn màu xanh có nghĩa là cái lv đã on còn nếu anh em cũng không biết làm thế nào nữa thì anh em chuyển sang bên phải là cái nút mà có clip hỗ trợ anh em đấy em nhìn tương tự và ở mọi công đoạn thì chúng tôi đều có cái clip hỗ trợ anh em ngay bên trong vâng, mạng thì nó hơi chậm thì anh em chờ một phút bật on chia đã đăng ký chuyển màu xanh Đó. thì đấy là cách mà chúng ta bật on và cái bước đầu tiên là on cái cái chìa khóa mà đã nổ máy bình thường gọi chìa khóa đã đăng ký thế thì còn cái bước tiếp theo là gì cần nút input à đây chính là một cái tín hiệu đầu vào khác của cái SCU cái tín hiệu này um, nhiệm vụ của cái tín hiệu này thực ra là đánh thức anh em biết là SCU thì luôn luôn nối trực tiếp với nguồn ắc quy tắt chỉ có điện thì vẫn có nguồn nuôi cho cái SCU này nhưng mà khi mà không có cái tác động thường xuyên thì nó sẽ chuyển ra một cái cái chế độ gọi là chế độ ngủ à, trong cho điện tử thì gọi là sleep mode tức là cái chế độ đi ngủ là cái chế độ mà tiêu tán cái năng lượng rất là ít rất là nhỏ thôi nhưng mà sẽ không có chuyện làm việc kết nối nó giống như gấu ngủ đông bây giờ tôi muốn mà để cho nó thức dậy nó thức dậy thì nó mới nhận biết được cái chìa đã đăng ký đó để bảo lãnh thì tôi phải hít cho nó một cái à, hít cho nó một cái chính là tôi ấn vào cái nút chính là cái nút ấn ở trên cái ổ khóa thì hít vào lấy một cái thì có nghĩa là input này on hít vào và tín hiệu này là tín hiệu hít là nối mát còn vậy thì tôi ghi lại l có nghĩa là tín hiệu này điện áp chuyển xuống thấp à. vậy thì khi tôi hít một cái thì s -O -B, giống như gấu mùa đông đấm như một cái thì nó tỉnh dậy và khi nó tỉnh dậy thì hai thằng cùng sống cái thằng kia cũng sống và cái thằng SU cũng sống thì nó sẽ nói chuyện với nhau và nó nhận ra a đây chính là một cặp rồi, đây chính là ông chủ của tôi rồi. Vậy thì khi đạt được cái điều đó rồi, ta nhận ra đúng mình rồi, đúng, ông chủ đang đứng ở đây rồi. Thì lúc đó sẽ chuyển sang bước tiếp theo là cái bước là LB đã đăng ký là off đi, xong rồi, cái việc bảo lãnh xong rồi. Còn nếu cái đoạn công đoạn mà cái nút input này mà anh em cũng không hiểu làm thế nào thì lại tương tự cái thao tác hành vi ban đầu. À nếu như mà ở ở trên cái sơ đồ mà trên cái mạch giả lập Thì anh em nhìn thì ấn vào cái nút này Ấn nút thì nó sẽ dìm cái chân 26 này xuống mát Có nghĩa là chân 26 là bình thường nó có điện trở pull up kéo lên mức 5V Còn nếu ấn nút một cái thì nó sẽ dìm cái chân này xuống mức thấp Và đây chính là tín hiệu số Và ở cái chân 26 nhìn trên cái rắc cũng được Và chúng ta nhìn trên cái sơ đồ nó đã thể hiện rất rõ Còn nếu anh em muốn nhìn trên xe làm thế nào Thì chúng ta xe nút bên phải Lại tương tự kích vào clip Rồi anh em chờ một chút Mấy mạng hơi chậm chút Thì nó sẽ có một clip Ấn công tắc ổ khóa một lần Đấy là đánh thức Và vào cho cái SCU đang ở cái chế độ ngủ Thức dậy để Làm công việc kết nối với cái, cái FOB Và Bây giờ xong rồi, nhận diện ra nhau rồi Đúng, ông chủ tôi ở đây rồi Thì thôi, FOB đã đăng ký này sẽ làm sao ạ Ồ, đi Và ọc đi thì cũng tương tự như vừa rồi anh em nhìn ọc đi thì ấn giữ và chuyển sang màu đỏ. Còn trên xe cũng tương tự thôi, ọc đi. Ừ. Và vẫn nhắc nhắc lại là tất cả những hành vi nào bên trong bấm ổ khóa. Ok. Vậy thì cái công đoạn có người bảo lãnh đã xong. Vì ở đây chúng ta thấy trông nó dài này thôi nhưng mà chúng ta có thể dùng nhiều cách cách một cách hai cách ba tôi thì tôi coi là cái gì dễ tôi làm trước vậy tôi có cái chìa có sẵn ở đây rồi thì tôi lấy chính chìa để bảo lãnh cho chìa làm tiếp là mới thì là cách đơn giản nhất dùng ngay cái đường uh, kết nối uh, không dây đấy rfid đấy để làm cái thủ tục bảo lãnh dễ nhất chẳng cần phải lấy cái mã số ở cái thẻ nhựa làm gì mà cũng chẳng cần phải lấy đọc cái SU làm gì cả vì đến bước nào mà tôi không thể nào thực hiện được thì tôi mới có thể phải cần những cái cái quy trình mà khó hơn chứ còn cái đơn giản nhất là có cái chìa thì cứ lấy cái chìa là xong rồi tiếp và anh em sẽ thấy là cái quy trình à, tiếp đến cái mục mấy mục 2 rồi mục hai rồi chuyển sang cái mục tiếp theo là cái mục số 3 anh em nhìn rồi chưa tháng ba khi đã được bảo lãnh xong rồi thì bước ba là phải đăng ký với thứ ba đơn giản cái Opobi mà cần đăng ký đó on lên, on lên tức là cấp nguồn cho nó bằng cách giữ tay on lên, đấy tương tự như cái okay, vừa rồi, rồi đến main switch tức là cái công tắc khóa này on lên tức là chuyển sang mức cao, đấy, anh em xem tương tự nếu tôi lại vẫn cứ làm lại, một số anh em có thể chưa rõ thì tôi không biết là FOB đăng ký on như nào thì kích vào đây, đấy, anh em nhìn màu xanh, anh em nhìn video on lên, bật à. on khóa mới để đăng ký mới không phải quá quá này có cần đăng ký. Rồi đến tiếp theo, ví dụ như đến phần main switch on à, tức là bật cái công tắc lên nó on. Rồi anh em nhìn. Đây tức là đóng cái công tắc này lại. Đóng trở lại và sẽ dâng cái tín hiệu của chân số 7 này từ mức thấp hiện hành lên mức cao, gọi là on. Thì còn cái chân số 7 nằm ở đâu trên cái rắc Có rồi. Còn trên xe anh em thích để ý trên xe tác ổ khóa vị trí on đăng ký thành công biểu hiện led ổ khóa nháy 4 lần đây là chúng tôi gọi là quay chậm làm chậm chứ thực ra thì cái hành vi này của anh em mà khi anh em làm đã quen rồi mà anh em trượt mấy cái thao tác này thì nó nhanh lắm còn đây là làm cho người gọi là không biết gì ngay từ đầu đầu tiên thì chúng tôi sẽ nói chậm như vậy đến bước thứ ba này có nghĩa là chúng ta đã đăng ký thành công cái chìa khóa mới thế thì thành công xong rồi thì phải làm gì à, phải dọn đồ cất đi chứ ạ và thì cái bước thứ bốn này chính là bước mà đặt lại chế độ từ chế độ đăng ký chìa khóa chuyển về chế độ bình thường để cho các sưu có làm việc bình thường thì đây chính là tôi gọi vui vui là dọn đồ à, giống như chúng ta làm khóa cho ông chủ nhà xong rồi thì khi ông chủ nhà ông bảo xong đấy bác ơi bác dọn đồ đi tôi trả tiền cho bác bác cầm về thì đây là bước chúng ta phải thu đồ dọn đồ thì bước dọn đồ này tương tự như vậy thì anh em nhìn bây giờ thì tôi cũng không cần bật clip ra làm gì video làm gì nữa cũng cần mở cái bên trong nó cũng tương tự như vậy mà anh em nhìn đến bước này thì dễ, dễ, dễ nhìn rồi main switch off có nhà tắt chìa quá chính thao tác tiếp theo fob đăng ký vừa đăng ký mới đấy cũng off tiếp theo cái chân mà cái rắc đỏ đấy in drive mode off tức là rút ra và cuối cùng là kiểm tra khởi động xe với cái chìa khóa mới đã đăng ký đã. thế là xong thì đây là một trong những cái quy trình mà chúng tôi muốn giới thiệu anh em là tại sao tôi lại phải nói rằng là khi chúng ta biết rồi, mà chúng ta biết khai thác những cái giá trị của những cái sản phẩm mà chúng ta đã được sở hữu trong tay rồi thì nó thật sự là tuyệt vời. Còn khi mà chúng ta uh, có thể mua nó thì rất đơn giản thôi, nó chẳng đáng bao nhiêu tiền cả. Nhưng mà khi mà chúng ta không khai thác được nó thì đấy là một cái điều đáng buồn mà uh, tôi cũng phải rất là uh, cố gắng để giúp đỡ cho anh em là uh, À, ít tiếp cận với những cái thao tác có những người bây giờ còn không sử dụng smartphone không biết sử dụng máy tính thì những cái thao tác này nó cũng sẽ khó lúc đầu nhưng mà thật ra nó cũng rất là quen thôi còn trên máy tính thì phần mềm Motorola này có cả trên điện thoại và có cả trên máy tính thì máy tính cũng tương tự như vậy anh à, nhìn thấy đây, đây là những cái thao tác mà anh em sẽ rất dễ dàng đặc biệt là đọc cái phần dưới này chúng ta có cái hình cái bàn tay này, nó có cái hai cái mũi tên hai bên, bên nó chỉ và chúng ta vuốt sang đấy cái chỗ mà chúng tôi ta chạm tay vào và thì vậy thì thôi clip này nói như vậy nói nhiều quá thì nó sẽ quá dài anh em sẽ không theo dõi được bước 1 là như vậy đó thì tôi đã giải quyết cho anh em một cái quy trình đầu tiên là quy trình b là thao tác đăng ký thêm chìa khóa fob ở các trường hợp hiện nay tôi đã nói trường hợp là sử dụng cái chìa đó để đăng ký một cái chìa khóa mới còn những quy trình khác lại dành một thời gian kế tiếp để hỗ trợ anh em tiếp theo vâng cũng rất cảm ơn anh em dành thời gian quý báu của mình để theo dõi các clip của chúng tôi nếu anh em có những cái phản hồi gì thì comment ở phía dưới à, chúng tôi cũng sẵn sàng là rút kinh nghiệm có thể là nói nhanh quá hay là nói chậm quá hay là như thế nào đó thì anh em cũng um, góp ý thêm để cho những clip kế tiếp chúng tôi sẽ phục vụ anh em được tốt hơn vâng xin trân trọng cảm ơn tất cả các quý vị và anh em thực sự chữa xe trên cả nước đã theo dõi clip của tôi xin cảm ơn